Bài 90 第 90 课Tương với phần 2 Bài 29 quyển 2. Đầu tiên hãy hỏi từ điển của mình đâu nhỉ? Nguyên văn là từ điển của mình thì sao? 我的词典呢? Đây là một cách hỏi rất thường dùng trong tiếng Trung. Bây giờ là từ nhìn thấy. Khản diện. Khản. Khản. Diện. Diện. Khản diện. Khản diện. Trong đó từ diện là thấy, ở đây là bổ ngữ kết quả của từ nhìn, khản. Tôi nhìn thấy rồi. 我看见了. 我看见了. Bạn nhìn thấy cái gì rồi? 你看见什么了? 你看见什么了? Đã không nhìn thấy. 没看见. 没看见. Đã không nhìn thấy gì cả. Nguyên văn là cái gì đều đã không nhìn thấy. 什么都没看见. 什么都没看见. Hôm qua bạn đã không nhìn thấy tôi à? 昨天你没看见我吗? 昨天你没看见我吗? Mình không nhìn thấy, mình đã không nhìn thấy. 我没看见. 我没看见. Hãy nhớ từ mấy để phủ định cho hiện tại và quá khứ, có thể dịch là chưa, đã không hoặc không. Mình không nhìn thấy từ điển của bạn, trường hợp này phủ định cho quá khứ và hiện tại. 我没看见你的词典. 我没看见你的词典. Bây giờ là một cách nói khác để nói làm cái gì. 干什么? 干 干 什么? 干什么? 干什么? Cách nói này dùng chủ yếu trong khẩu ngữ, so với 做什么 thì tùy ý hơn, không hay hỏi về công việc quan trọng. Đang làm cái gì? 在干什么? 在干什么? Buổi trưa bạn thường làm cái gì? 中午你常干什么? 中午你常干什么? Bạn tìm từ điển. 你找词典. Bạn tìm từ điển làm cái gì? 你找词典干什么? 你找词典干什么? Hãy nhắc lại, mình không nhìn thấy từ điển của bạn. 我没看见你的词典. 我没看见你的词典. Bạn tìm từ điển làm cái gì? 你找词典干什么? 你找词典干什么? Bây giờ là từ tra trong tra cứu. Trá. Trá. Tra từ điển. Trá từ điển. Trá từ điển. Tra cái gì? 查什么? 查什么? Tra một từ. 查一个词，查一个词，viết đúng hay chưa？写对了没有？写对了没有？xem viết đúng hay chưa？看看写对了没有？tôi tra một từ，我查一个词，我查一个词。xem viết đúng hay chưa？看看写对了没有？bây giờ là từ chết rồi, tồi tệ,糟糕，糟，糟，高，高，糟糕，糟糕，người tồi tệ，糟糕的人，糟糕的人。một ngày tồi tệ，糟糕的一天，糟糕的一天。chết rồi，糟糕，chết rồi viết sai rồi，糟糕写错了，糟糕，写错了。bây giờ là từ thành, trắng, trắng, viết thành, xìa trắng, xìa trắng, nói thành, xua trắng。说成cái tơ này, trong đó tơ ở đây là tơ định ngữ, âm Hán Việt là đích nên gọi là tơ đích. 这个tơ, 这个tơ. Mình viết thành cái tơ này rồi, ở đây là tơ định ngữ. 我写成这个tơ了。我写成这个的了。bây giờ hãy nhắc lại từ đầu. Từ điển của mình đâu nhỉ? 我的词典呢? Mình không nhìn thấy từ điển của bạn. 我没看见你的词典。我没看见你的词典。Bạn tìm từ điển làm cái gì?你找词典干什么？你找词典干什么？mình tra một từ，我查一个词，我查一个词。xem viết đúng hay chưa？看看写对了没有？chết rồi viết sai rồi，糟糕写错了，糟糕写错了。là cái tơ này, ở đây dùng tơ bổ ngữ, âm Hán Việt là đắc nên gọi là tơ đắc. 是这个tơ, 是这个tơ。mình viết thành cái tơ này rồi, ở đây là tơ định ngữ. 我写成这个的了。我写成这个的了。đừng tra nữa, nghỉ ngơi một chút đi. 别查了，休息休息吧。别查了，休息休息吧。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cũ mới, chiều xin, siêu thị, siêu thị, làm phiên dịch, tăng phan nhỉ, béo gầy hay rộng chật, phấy sầu, ngủ dậy, chỉ choáng, 700-800 mét, 700-800 米, bến xe buýt, công cộng chỉ chữa tràn. Nhớ em xin nghỉ cho bạn ấy cái ạ. Rào của cái tha chính cái chả. Bằng lái, chả trảo, phát âm không chuẩn, phát âm bù tiêu chuẩn. Để học thái cực quyền,为了学太极拳，kiên trì, kiên trì, quên mở máy rồi, quảng khai chia lọ, thắng thua nguyên văn là thua thắng, xu yến, cùng đi với mình nguyên văn là bồi mình cùng đi. Thấy ối ý chí trụy. Xét nghiệm phân. Khoai yến tả biển. Kê cho anh một ít thuốc. Cái này khai ý chia nhỏ. Tâm trạng. Xin chiến. Nhân viên nghiệp vụ. Dễ ủ yuán, hơn 30 mét vuông, 30多平方米. Sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời. 上下午都有阳光. Thuê nhà, 租房子. 1tháng 3.000 tệ, 1个月3000块. Tuy hơi bị đắt một chút. 虽然贵了点儿. Phía dưới núi có một con sông. 山下边有一条小河. Giao thông thuận tiện hay không? Giao thông phương tiện bù phương tiện. Bên cạnh chính là ga tàu điện ngầm. Thang biên chiều sư tỷ thiệt tràn. 10 phút, 10 phân钟. Nhà thể chất, nhà thể dục thể thao. Thí ủy quản. 2 đề, chỉ các câu trong đề thi để kiểm tra. Lắng bảo thí. Rất nhiều câu. Khẩn đua truy dự. Thành tích sẽ không quá tốt. 成绩不会太好. Đã không nhìn thấy. Mấy khản diện. Tra một từ. Trái cửa chứ. viết thành cái này rồi. Xẻ trắng cái了。Làm cái gì, nói một cách tương đối tùy tiện. Cản什么? Chết rồi, tồi tệ. Rau cao.